Khi còn sống, diễn viên Hồng Kông Ngô Mạnh Đạt thừa nhận ông từng suýt tự tử vì cờ bạc, rượu chè. Ngô Mạnh Đạt đóng phim 46 năm, chủ yếu diễn vai phụ, song được yêu mến và nhắc đến nhiều không kém diễn viên chính. Tờ Sohu nhận xét, dù ít được vinh danh tại các lễ trao giải, nghệ sĩ là tượng đài với khán giả nhờ những hình tượng đời thường trên phim. Ông không lặp lại bản thân trong mọi tác phẩm. Dù đóng cổ trang hay hiện đại, cảnh hài hay cảnh cần diễn đạt nội tâm, Ngô Mạnh Đạt đều cho thấy tài hoa. Ông hóa thân tự nhiên, mang lại nụ cười lẫn nước mắt, đong lại cho người xem những suy tư về cuộc đời. Nổi tiếng chỉ sau một đêm, Ngô Mạnh Đạt mặc sức ăn chơi trác táng đến mức tán gia bại sản. Nghệ sĩ sinh năm 1951, có nguồn ghi sinh năm 1953 ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, theo cha mẹ đến Hồng Kông từ năm 7 tuổi. Năm 1973, ông thi vào lớp đào tạo nghệ sĩ của đài TVB, chung lớp với Châu Nhuận Phát. Từ năm 1975, ông đóng các vai vô danh trong phim truyền hình của nhà đài. Đến năm 1979, sự nghiệp của Ngô Mạnh Đạt sang trang nhờ vai Hồ Thiết Hoa trong Sở Lưu Hương truyền kỳ. Nhắc lại thời gian này, Ngô Mạnh Đạt cho biết mình không khác gì Châu Nhuận Phát, luôn được săn đón, chụp ảnh khắp mọi nơi. Thậm chí, tài tử họ Ngô còn chia sẻ, mỗi lần mở cửa khách sạn, luôn có một cô gái đang đợi tôi. Ở tuổi 26, lần đầu tiên Ngô Mạnh Đạt được nếm trải sự nổi tiếng. Kể từ đó, Ngô Mạnh Đạt trượt dài trên con đường danh vọng, nổi tiếng quá nhanh, tiền kiếm quá nhiều, lại bị bạn xấu rủ rê. Trong những năm tháng ở Đài Loan, Ngô Mạnh Đạt ngày ngày ngụp lặn trong các sỏi bạc, tiêu tiền như nước. Nhiều năm sau, Ngô Mạnh Đạt cho rằng đây là khoảng thời gian đen tối của mình. Thua bạc, Ngô Mạnh Đạt vay tiền khắp mọi nơi. Thắng bạc, ông lại chìm đắm trong men tửu. Chỉ sau một năm, Ngô Mạnh Đạt trắng tay. Tất cả số tiền ông kiếm được nhờ đóng phim cứ thế bốc hơi, thậm chí còn nợ tới 300.000 đô la Hồng Kông, 900 triệu đồng trong thẻ tín dụng. Liên tục bị nhóm cho vay nặng lãi tìm tới siết nợ, Ngô Mạnh Đạt tuyên bố phá sản. Ông từng tìm tới Châu Nhuận Phát vay tiền, tuy nhiên lại bị từ chối phủ phàng. Trong lúc túng quẫn, tài tử họ Ngô vô cùng giận bạn. Vậy nhưng sau này ông mới hiểu rằng Châu Nhuận Phát chỉ muốn giúp ông biết được sai lầm và phải chịu trách nhiệm với những gì mình gây ra. Ông cũng tiết lộ, trong khoảng thời gian khó khăn và mất phương hướng nhất, Ngô Mạnh Đạt từng nghĩ tới việc tự sát. Ngô Mạnh Đạt đổi vận nhờ hợp tác Châu Tinh Trì. Vào nghề năm 1976, dần có tên tuổi từ năm 1980. Đến năm 1989, cái tên Ngô Mạnh Đạt bắt đầu gắn liền với người bạn Châu Tinh Trì. Cặp bài trùng đã làm nên vô số bộ phim đình đám, gắn liền với tuổi thơ của nhiều khán giả thế hệ 8X, 9X như Tây Du Ký 1, 2, 3, Vua Hài Kịch, Đội Bóng Thiểu Lầm. Ở loạt phim này, ông thường lấy tên Chú Đạt và đến nay, các fan của Tinh Gia nói riêng và khán giả phim Hồng Kông nói chung vẫn gọi ông với cái tên quen thuộc, Chú Đạt. Cuộc đời làm nghề của cả Châu Tinh Trì lẫn Ngô Mạnh Đạt từng đóng chung với rất nhiều diễn viên, nhưng có lẽ tung hứng ăn ý nhất với Tinh Gia chính là Chú Đạt. Ngô Mạnh Đạt còn từng vô cùng tự hào khi nhắc về người bạn nóng tính của mình. Tôi là người duy nhất chưa bị Châu Tinh Trì mắng. Chẳng phải mình Ngô Mạnh Đạt, Châu Tinh Trì từng gây hấn với rất nhiều người trong giới giải trí bởi bản tính khá lập dị, thất thường của Vua Hai. Về lý do khiến Tinh Gia và Chú Đạt đường ai nấy đi, không một ai thực sự sáng tỏ. Báo chí cho rằng vì Châu Tinh Trì đã bùng kèo phút chót khiến Ngô Mạnh Đạt mất vai ở Tuyệt Đỉnh Kung Phu nên đôi bạn thân đã được ai nấy đi, lại có người đồn nhau rằng Tinh Gia đã lớn tiếng với người anh thân thiết này. Chẳng biết lý do chính xác cuối cùng là gì, chỉ biết Tuyệt Đỉnh Kung Phu, bộ phim sản xuất năm 2004 của Tinh Gia cũng là dấu mốc chấm hết tình bạn giữa hai người. Sau khi ân đoàn nghỉ tuyệt, Tinh Gia rất hạn chế nhắc về cố nhân, còn Ngô Mạnh Đạt thì vẫn thường xuyên chia sẻ về người bạn thân một thời. Cố diễn viên từng nói, tôi và cậu Tinh không có gì bất hòa cả, chỉ là đẳng cấp khác nhau mà thôi. Trước kia cậu ta cùng chung đẳng cấp với chúng tôi, chẳng qua giờ cậu ta đã kiếm được nhiều tiền hơn nên bạn bè cũng sẽ thay đổi. Hay một lần khác, Ngô Mạnh Đạt cũng nhấn mạnh, anh ta, Châu Tinh Trì, là người hay thay đổi. Những điều này khiến nhiều người cho rằng diễn viên họ Ngô thực sự có hiềm khích rất lớn với cố nhân. Đặc biệt từ năm 2004 đến nay, Châu Tinh Trì cũng từng mời chú Ngô tham gia những bộ phim do mình sản xuất, Mỹ Nhân Ngư, nhưng Ngô Mạnh Đạt đã từ chối với lý do sức khỏe. Điều này càng khiến nhiều người hoài nghi hơn về mối quan hệ của cặp bài trùng một thời. Ngoài tung hứng với Châu Tinh Trì, Ngô Mạnh Đạt tham gia hơn 200 phim điện ảnh, truyền hình như Tân Ô Long Viện, Tiếu Lâm Tiểu Sử, Thiết Chính Phong Vân Ba, Lưu Lạc Địa Cầu. Phim cuối cùng ông tham gia là Thiếu Lâm Tự, Đắc Bảo Truyền Kỳ, chiếu online từ ngày 12 tháng 2. Cuộc sống hôn nhân phức tạp của Ngô Mạnh Đạt. Nam diễn viên từng sống phong lưu, ông kết hôn lần đầu với Mạch Đại Lợi năm 1976, có hai con. Theo ông, năm 1988, diễn viên ngoại tình với một cô gái làm việc ở đài TVB và có con rơi. Mạch Đại Lợi tha thứ cho chồng. Tới năm 1995, bà kiên quyết ly dị khi Ngô Mạnh Đạt ngoại tình với bà hầu Sam Yến khi đi đóng phim ở Malaysia. Nam diễn viên gặp người vợ thứ hai là Lô Thiếu Tư giữa lúc cuộc ly hôn với người vợ đầu chưa ngã ngủ. Cả hai nhanh chóng có với nhau một cô con gái. Vậy nhưng chỉ sau 3 năm, Ngô Mạnh Đạt tòm tem với nữ diễn viên Hầu Gia Yến khi đóng phim Hoa Điền Hỷ Sự.
Năm 1996, Mạnh Đạt bày tiệc cưới với Hầu Sam Yến, song vì sự quan tâm quá lớn từ khán giả truyền thông Hồng Kông, cả cô dâu và chú rể đều không đến tiệc cưới. Nghệ sĩ có hai con với Hầu Sam Yến, con gái lớn tốt nghiệp đại học ở Australia, con trai sống với mẹ ở Malaysia, còn Ngô Mạnh Đạt đi về giữa Hồng Kông, Malaysia vì công việc. Tuổi già bệnh tật, Ngô Mạnh Đạt vẫn phải làm việc kiếm tiền chu cấp vợ con. Cho tới hơi thở cuối cùng, Ngô Mạnh Đạt vẫn cố gắng đi đóng phim, một phần vì nghệ thuật, một phần vì phải gánh trên lưng số tiền trợ cấp khủng. Truyền thông cho hay, thời điểm ông còn khỏe mạnh, tài tử họ Ngô phải chu cấp 800.000 đô la Hồng Kông cho các bà vợ, tương đương 2,3 tỷ đồng. Sau này, sức khỏe giảm sút, ông chỉ có thể trợ cấp 600.000 đô la Hồng Kông, tức 1,7 tỷ đồng. Vì số tiền quá lớn, ông phải liều mạng đóng phim. Không có đất diện tại Hồng Kông, Ngô Mạnh Đạt sang đại lục tìm cơ hội. Nhờ danh tiếng và sự yêu mến của khán giả, ông kiếm được kha khá tiền, đủ sức cầm cự được với mức chi tiêu khổng lồ. Từ năm 2014, sức khỏe yếu, Ngô Mạnh Đạt nghe lời bác sĩ sinh hoạt điều độ, kiêng rượu, chăm tập thể dục. Từ chỗ mỗi ngày hút một bao thuốc lá, ông cai thuốc. Theo lời vợ, ông không đóng phim truyền hình vì tốn nhiều sức, chỉ đóng vài khách mời trong các phim điện ảnh. Nghệ sĩ cho biết yêu cảm giác đứng trước máy quay, không thích nghỉ hưu. Tới ngày 21 tháng 2, trang Apple Daily đưa tin Ngô Mạnh Đạt bất ngờ được đưa vào điều trị ung thư gan tại một bệnh viện ở Hồng Kông. Thông tin này khiến netizen sốc nặng. Trên mạng xã hội lan truyền, hình ảnh nam diễn viên ôm tim quỵ ngã ngay trong lúc đang ghi hình. Tuy nhiên, dường như sức khỏe của nam nghệ sĩ ngày một chuyển biến xấu. Chỉ sau khi có thông tin vào viện chưa đầy một tuần, Ngô Mạnh Đạt lâm vào tình trạng nguy kịch, cuối cùng rút hơi thở cuối cùng vào chiều ngày 27 tháng 2, kết thúc sự nghiệp còn nhiều dở dang và cuộc sống mưu sinh vất vả. Sau khi tài tử qua đời chiều 27 tháng 2, trên nhiều diễn đàn, đông đảo khán giả Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Malaysia viết phim hài Ngô Mạnh Đạt đóng bầu bạn với họ trong nhiều đêm đau khổ, cùng họ vượt qua những giai đoạn khó khăn trong đời. Vua hài Châu Tinh Trì, bạn thân lâu năm của Ngô Mạnh Đạt, phản hồi khi biết tin: "Tôi cũng vừa mới biết tin anh Đạt mất, mặc dù đã lâu không gặp, nhưng tôi biết bệnh tình của anh từ lâu nên cũng đã chuẩn bị phần nào tâm lý. Nhưng không thể ngờ bệnh tình lại xấu đi nhanh đến vậy. Cảm ơn anh vì đã để lại cho người đời tiếng cười sảng khoái nhất."